ăn uống nó phải bộ bã thì à, đánh đi đánh làm gì nó có tiết mà cứ làm khách mới khét nét làm gì bụng người ghét hẹo nhưng mà bia nó quấn thật với cả nhà chứ ăn uống là phải thoải mái nhờ mình muốn người ta thật lòng với mình thì trước tiên mình phải thật lòng với bản thân mình, không được khách sáo. Mình có sống thật với bản thân mình thì người khác mới sống thật với mình được. Cả nam đến nóng thật. Quán. Nóng ăn. Tê bỏ nước này phí rồi. Nóng ăn được. Đấy, cháu ăn mặn. Cái canh mặn. Đó là ngon lắm. Cái thịt ngon hai chúng cháu mình làm cái nào? Đúng rồi. Cháu nào? Cháu thích canh ấy. Hôm nay chúng cháu mình làm cái cho nó đủ ăn. Tốt quá. Lấy bàn tay cho nó. Vâng. Hello, xin chào quý bạn và các vị đã quay trở lại với ẩm thực Kinh Bắc. Hôm nay tem ẩm thực Kinh Bắc, trời mưa gió này tem làm tí gọi là thập cẩm long me phèo phổi để ăn sáng mọi người ạ. Chỗ này cơ mà cả làng ăn. Hôm nay trời mưa nhá. Làm bữa trời, hôm nay mưa quá. Thập cẩm tim gan phèo phổi tiết canh. Bây giờ chúng ta sẽ đi chế biến. Đang rửa sơ chế cả nhà. Mét lòng. Thử đấy. Trong nè. Cho lưỡi vào. Cho thịt đi nào, thịt. Thịt sò. Ruột đuôi lưỡi lưỡi ngự khía cái lưỡi xoong thập cẩm. Chảo đẫy này. Làm cả mét lòng nữa cả nhà. Mưa gió làm cả tí tiết canh cho nó rực rỡ. Tăng tăm bổ lên tiết canh cả nhà. Máu nó đỏ đen quá rồi đen. Sáng ra máu đỏ tăng thơm về hành hướng nhá. Chưa ăn thì mâm này đói quá mọi người. Ngoan mất. Mâm ngoan mất. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại Hồng Dũng, khu đánh tiết canh của đầu bếp Xuân Lượng. Màn đánh tiết canh dông ngực không ra. Chúng tôi đang chờ để ăn một vị khách kinh điển. Mọi người đoán được vị khách kinh điển đó là ai không ạ? Lát nữa mọi người sẽ biết nha. Thánh tiết canh.
chuẩn bị được thưởng thức rồi cả nhà. Cả nhà nhìn ngon không? Ngoài trời đang mưa mà được mâm này nhậu buổi sáng thì đẳng cấp. Ngoài trời đổ mưa, mưa rơi trong lòng này. Xong rồi cả nhà. Thì được chén. Khi món đã lên mâm thì chén thôi. Xin thân hoan hào ứng người giai ẩn chào đón bà con cô bác đến với khách mời kinh điển. Gì đấy? Thích tâm sự. Đấy đâu? Không có máy quay ngon đâu. Món đấy nhỉ, sáng ra là cái món này ăn đúng bài này. Tôi tưởng này phải ô tô chứ gì. Hôm nay xe con. Hôm nay xe con. Mời cả nhà chuẩn bị thưởng thức bữa sáng cùng với anh em ẩm thực Kinh Bắc nhá. Nào, vào đi. Nào, mời cả nhà nào. Hôm nay toàn khách VIP rồi. Bao nhiêu nghìn anh em? Bao nhiêu nghìn anh em rồi? Nhìn anh em tôi chào bữa sáng này. Vâng, mời qua đi. Mời 500 anh em. Ba bữa ăn sáng. 700 linh một anh em nhá. Cô bảo sư cơ bảo. Cái canh đỏ như gấp. Quá. Mời anh em. Cắt luôn cho nó đỡ người bác nhiều. Bác ăn đấy, em cũng phải cắt cơn phát. Cắt thì đói lâu lắm được ăn gan luộc chứ canh. Chia đôi nhá. Cho em xin ít tiết. Ừ. Vừa không em? Ừ. Ngon đấy. Em ăn đấy. Hảo. Cảm thấy canh. Ừ. Đẳng cấp đấy. Hơi đẳng ký nhỉ. À, vừa lọc tiết qua muối như gừng mà nó hơi mặn, nó phải mặn lắm. Lọc này đẳng cấp ấy. Đã thấy ba nóng rồi đấy. À, thời tiết đang mất điện thì ngồi ngoài này hơi nóng cả nhà. Lòng em nóng mà còn không được rồi lòng như hôm nay anh em ẩm thực Kinh Bắc làm này. Mỡ thì cứ cả tảng nhá. Tỏi phải ăn cả nhánh nhá. Mỡ cả tảng, tỏi cả nhánh. Đây. Đinh Văn Tân và đi nhằn nhằn đấy. Sáng ra ăn uống lắm. Quá lắm. Có ra ăn uống có ra gì đâu, em đôi bát. Nhà được. Nam đánh tỏi. Ăn thịt canh đi anh. Rồi ăn đây. À, xin mời anh em nhé. Hôm nay tại ông trời. Ok đấy. Tiết canh giã cả gừng với lại lọc qua cả muối ra ngoài. Thế là nó mặn mặn. Ngon quá, ngon quá. Hồi mời các bác nhá. Em này cho đấy. Tùng xèo gì đây. Là miếng to cho nó bỏ. Cho nó bỏ bao bồn. Ngày thỏa mong. Úi giời, mọi người. Ngọt các bác. Ngấy không? Thịt sò ăn giòn. Ngon lắm. Đang cả bác. Toàn là thấy hay chí nữa. Ui 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 ui. Cảnh tiết canh. Ừ, tiết canh ăn ngon rồi. Ăn tiết canh rất là mát mà lọc phổi đấy. Hôm trước hóa thân là thánh lươn, hôm nay hóa thân thánh tiết canh rồi. Không phải ăn tiết canh. Hóa wow, xoay gần cân lươn để mẹ vào cái ống nước mưa đấy, nó chảy mẹ đầy xuống. Ăn tiết canh là ăn tiết là lọc phổi. Không phải nó cao cao mà đầy xuống nước không? Bằng mắt nữa. Thôi các bác chịu khóa còn bát kia các bác chia nhau nhé. Em ăn này cho nó bọ dính răng. Món này đánh đánh thêm nữa.
ngon. Làm nhánh tỏi nữa. Ăn nhìn anh dai ăn vậy thấy ngon quá. Không, ăn tiết canh ngon mà ăn tiết canh nó lọc phổi mát, nhất là mát, cái thứ hai nó lọc ăn mạnh như các bác. Ăn lên đi con mình thầy, mình ăn lên đi. Đấy, làm miếng cho nó cắt cơn gì, làm miếng cho nó cắt cơn à, cắt cơn. À, xin mời anh em nhá, làm miếng cho cắt cơn nhá, mỡ sổ nhìn này, mỡ này ăn nó ngọt mà đẳng cấp chưa. Lòng sẽ bóc thông cảm em bốc đi. Bốc không? Bốc không? Em phải phát nữa đấy. Cho nó ngon một. Thôi chén đi anh. Cơn em mưa. Cơn mưa chồng. Tê tê. Cơn em mưa. Ngon lắm. Cái cành này ăn phải hút cả nước đúng không? Đầy phí quá. Ôi ôi, thằng em anh nhờ bữa anh trộn cơm. Ủa thì các bác này, em mà ăn tiết canh này, em đánh hôm nào mà không may mà dở dời nó không đông thì em toàn hút không? Không, nó trộn nó cơm ấy. Mày ăn cái nước nó là ngọt không? Tất cả nước hay là kể cả là nó cứ để đấy. Tí nữa không? Đưa một bát cơm như này này. Ôi, đây anh em nhìn rồi. Thôi, thằng này chỉ nằm rửa. Ăn hết rồi mà. Nó đủ cơm. Thôi, đá đi, không ai. Thế em làm bát nữa nhé. Hôm nay ra cổng em bước chân phải rồi. Thật sự là hôm nay bước chân phải. Ăn bát đầu tiên là tí đỏ. Ồ, cơm nó trộn lên đỏ ngầu như thế, nó vàng. Thằng chàng nó phụ với em ấy, cái thằng Diệp Hiệp. Cái kinh vịt nó đánh 7 bát, 6 bát. Nhưng người thấy em thì có tiết. Ok là bác, để cái này anh nào lúc nào chẳng cắt đi. Ở trên đấy nó đánh nó như mình thôi. Ăn muối nó phải bộ bã thì à, cái này muối đánh cái làm gì nó có tiết mà. Ừ, làm khách nó khét nép làm gì. Bụng người bé hẹo nhưng mà bia nó có. Nói thật với cả nhà thì ăn uống là phải thoải mái. Nhờ mình muốn người ta thật lòng với mình thì trước tiên mình phải thật lòng với bản thân mình, không được khách sao. Mình muốn sống thật với bản thân mình thì người khác mới sống thật với mình được. Phải làm đến nóng thật. Ngon. Nóng mặt. Tê bỏ nước này phí nóng ăn. Bác là ngon lắm. Cái gì ngon thì hai chú cháu mình làm cái nào. Đúng rồi. Cháu nào? Ừ, cháu thích canh ấy. Ngon hai chú cháu mình làm cái cho nó đủ hả? Tốt quá bà. Đây bắt tay cho đưa. Vâng. Lâu lắm không ngồi nhỉ. Hôm nay có thời gian anh em ẩm thực Kinh Bắc làm tí cho nó mát máy. Ê, bôi trơn buổi sáng. Buổi sáng. Đạt năng lượng đấy. Đánh hơi ít. Không ít gì anh. Hơi ít tiết canh. Ra cái mâm này. Ăn thừa tiết. Tiết nhiều anh nhỉ. Ăn nhiều. Tiết đấy. Quan điểm phải bổ vị trí mình đánh gì đấy, tiết còn đánh hơn nữa, nước nào không mặn. Nhưng mà nước sáng cũng ngon, nhưng mà chính vị. Ngoài trời thì vẫn đang mưa lăn tăn này, khung cảnh uống rượu rất là đẹp. Mà mời cả nhà nhá. Cắt cơn quay thì nãy giờ thèm quá. Đây. Cắt cơn đấy. Cân sông. Thường thường còn rất ăn mỡ cả. Còn ít bọn. Thế là ok đấy. Này cân sông cân bão như ở kia bình thường. Còn trả lương cao tính từ mấy 20 triệu một sáng. Tuyệt đối đoàn nhà. Nóng bây giờ cho nên chuộc cũng lòng được ấy, đẳng cấp ấy. Thì mở bát chắc lúc này không mài dao thế nào hay là thớt mo à? Khả năng thớt mo à? Thớt mo à? Ừ, đặc biệt thế này thì cành mài ngoan thật. Bao ngày không được ăn mỡ, ăn vã. Phải cắt cơn nữa. Đưa em ông Tuyến.
tiếp nhìn bản thân mọi em nhớ từ dãi ngực này. Anh định thân này từ bi đây anh. Tí phải có cuộc hẹn đi gặp đối tác thì cứ anh em hết sức không cả. Tí Đinh Tân có đối tác chiến lược. Anh chiến lược gì? Dạ người đi đầu tiên thì sợ rồi. Ngoan, ăn lúc mình ngoan quá đấy. Lúc đấy đúng không? Trong làm nửa bát chế canh. Gì? Đây còn cảm ơn em chưa? Anh anh dùng cái này không? Nước đạo đấy còn không ạ? Em đủ hết rượu cho hóa hết xong rồi bắt chanh phải điều thì mua đồ nữa nước đấy gì đấy nước đấy đó bạn đến cái gì thì kinh nghiệm cho anh em cho đi ăn tiếp cho là tốt đủ hổ đủ sau thì to à chứ xảy ra anh dưới đạo chứ ông muốn đâu mà đâu không rượu đâu con nợ gặp thằng gì con đi ông xử ninh đấy chứ về bạn đi bộ đội với nhau đến nhau nào phải uống cái nào đó không chờ phát nào rồi không đánh luôn nhanh thế đấy một bát này không chờ phát nào còn nhiều lúc không uống anh phải uống cái này ăn này ai còn được miếng nào nữa còn bây giờ nuối quá ngon luôn đừng nói gì vậy. Thôi rồi. Thôi rồi liệu mời. Tần em chấm nước này ngọt. Ngọt là cái nước này nó có đường. Đúng rồi. Ngon. Anh em nó ăn được cay nên anh em đồng nhìn không ăn được gì nữa. Thôi các bạn không cản nữa. Em làm nốt miếng. Hết mất rồi. Làm sao mua nhiều hơn? Đấy, hôm nay đánh cái canh hơi hơi ít và sự ăn vẫn không thèm. Rồi anh em coi nhá. Rồi ok, xin chào cả nhà. Vừa rồi thì tem ẩm thực Kinh Bắc đã review cho mọi người cái bữa ăn sáng của anh em ngày hôm nay. Ngày mưa gió. Xin chào cả nhà nhé và hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Một bữa sáng rất ngon. Chào cả nhà nhé. Và mọi người thấy video hay thì hãy cho một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để ủng hộ nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng.